Chào mừng em đã quay trở lại với MG Gaming. Như chúng ta đã biết, ngay từ khi mới ra mắt, các Dokkin luôn là một chủ đề rất được cộng đồng Liên minh Huyền thoại quan tâm. Hiện tại, trong Liên minh, chúng ta đã biết được 4 vị tướng Dokkin là Aatrox, Varus, Razz và mới nhất gần đây là Naafiri. Tuy nhiên, có thể công không biết, trên Runeterra vẫn còn có rất nhiều Dokkin khác đang rải rác trên tất cả các lục địa. Vậy hôm nay, hãy cùng tôi tìm hiểu thêm về loài Dokkin trong Liên minh Huyền thoại nhé. Đến bây giờ vẫn có khá nhiều anh em hoặc mấy ông newbie vẫn chưa hiểu khái niệm Dokkin là gì. Để hiểu rõ hơn về sinh vật hùng mạnh này, chúng ta phải đi từ nguồn gốc của chúng. Trước hết là từ lịch sử của Shurima. Từ thuở sơ khai, người Shurima đã sớm được các thượng nhân Targon chỉ dạy về ma thuật của thượng giới. Từ đó, họ tạo nên được đĩa mặt trời nhằm khuếch đại và sử dụng thứ ma thuật ấy để xây dựng nên đế chế Shurima hùng mạnh. Đĩa mặt trời có thể hấp thụ năng lượng của thượng nhân rồi truyền cho những chiến binh mà họ cho là xứng đáng để tạo nên những thể thăng hoa, ví dụ như Nasus và Redaton. Nhờ có sức mạnh đấy mà đế chế Shurima nhanh chóng chinh phạt được các vùng đất lân cận, mở rộng lãnh thổ vương quốc trên khắp các lục địa, cho đến khi họ đặt chân đến Ikatia, một thành phố phía đông nam của lục địa Shurima. Người dân nơi đây không tán thành vì ý kiến sáp nhập về đế chế, nhưng đứng trước sức mạnh áp đảo của những chiến binh thăng hoa, họ đã phải sử dụng đến sức mạnh của hư không như một biện pháp cuối cùng. Và tất nhiên, cả thành phố đã bị hư không nuốt chửng. Sau nhiều thập kỷ chiến đấu với hư không ở Ikatia, những chiến binh thăng hoa dần trở nên điên loạn. Nhưng mọi thứ mới trở nên bắt đầu tồi tệ, nhưng mọi thứ mới trở thành thảm kịch khi Serat phản bội hoàng đế Azir, khiến cho đất nước mất đi vị vua của mình. Các chiến binh thăng hoa cũng từ đó mà bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi một số chiến binh thăng hoa bắt đầu sử dụng huyết thuật để tăng cường sức mạnh, dẫn đến tâm trí của họ bị sụp đổ hoàn toàn và được đặt cho cái tên khác là các Dokkin, những kẻ sa ngã. Các Dokkin bắt đầu tung hoành nhuộm đỏ cả Runeterra. Những thượng nhân ở Targon cũng bắt đầu thấy được mối nguy hiểm này. Để ngăn chặn thế giới bị các Dokkin hủy diệt, thượng nhân Hoàng Hôn đã phong ấn chúng lại bằng thanh kiếm Charlicker. Một vài Dokkin cũng đã trốn thoát được và cô đã phải giam cầm chúng vào những thứ vũ khí đặc biệt khác, sau này được gọi là những vũ khí Dokkin. Chưa hết, chúng ta cùng điểm qua 4 con Dokkin đã xuất hiện trên game Liên minh trước nhé. Đầu tiên, chắc chắn phải nói đến Aatrox, lưỡi kiếm Dokkin. Từng là thủ lĩnh hùng mạnh của tộc Thăng Hoa, Aatrox đã bị giam cầm trong chính cây kiếm mà hắn đã sử dụng. Sau hàng thế kỷ, cây kiếm đóng vai trò là nhà tù của hắn, cho đến khi một con người ngu ngốc cầm nó lên. Aatrox đã hấp thụ từng người một, cả tâm trí lẫn thể xác của họ, cho tới khi thân xác ấy trở thành một thực thể gì đó vô cùng kinh khủng. Giờ đây, Aatrox đã tự do, nhưng hắn cũng sớm nhận ra rằng mình không thể thoát khỏi được sự giam cầm của cây kiếm. Mặc dù sau mỗi lần chuyển vật chủ, hắn đều trở nên to lớn và gớm ghiếc hơn, nhưng không thể nào trở lại thời hoàng kim của bản thân mình. Và là một chiến binh thăng hoa cao quý, đó chẳng khác nào như một lời sỉ nhục. Một nhà tù còn lớn hơn cả thanh kiếm kia. Và khi đã quá chán nản, hắn lang thang khắp Runeterra, gieo rắc sự hủy diệt và cái chết với mỗi bước chân mà hắn đi, với hy vọng rằng sẽ tìm được một vật chủ hoàn hảo để hắn sẽ được giải thoát và tìm được sự bình yên. Mang trong mình sắc đẹp tuyệt trần cùng tài thiện xạ xuất chúng, Varus từng là một trong những cung thủ vĩ đại nhất của đế chế Shurima từng chứng kiến. Mang một nỗi căm thù tột độ với Ikatia, Varus dường như chẳng hề quan tâm đến thắng lợi của đế quốc mà chỉ muốn được tàn sát mọi kẻ địch ngáng đường hắn trong công cuộc trả thù. Để rồi trải qua cuộc chiến tranh Dokkin, hắn đã bị phong ấn bởi nữ hoàng của một tộc người chiến binh đến từ Valoran. Sau một thời gian sử dụng cây cung, vị nữ hoàng cảm nhận được rằng cây cung đang dần chiếm lấy tâm trí và thể xác cô, nên cô đã mang đến Ionia và chôn vùi nó cùng bản thân dưới một cái giếng trong ngôi đền. Vài thế kỷ sau, khi người Noxus xâm chiếm Ionia, hai thợ săn trẻ tuổi là Kai và Vormir đã tìm đến ngôi đền và hy vọng họ được cứu mạng. Nhưng hai người lại không hề hay biết dưới cái giếng ấy không phải là dòng nước thiêng có thể chữa lành mọi vết thương, mà là một thực thể cổ đại tàn bạo sẵn sàng nuốt chửng họ. Bước ra khỏi đáy giếng là một sinh vật toàn diện, nhớp nháp, mang vẻ đẹp phi nhân loại, nửa người, nửa Dokkin. Sau hơn 1.000 năm, Varus đã được tái sinh. Dù vậy, hai vật chủ bên trong hắn vẫn không ngừng kháng cự, khiến Varus chẳng thể chế ngự hoàn toàn. Giờ đây, hắn lang thang khắp Runeterra, tìm kiếm những người anh em của mình, cũng như báo thù những kẻ đã giam cầm hắn. Trong lúc đó, hai linh hồn bên trong Varus vẫn cố gắng kháng cự, hy vọng rằng tình yêu của họ sẽ áp chế được cơn hận thù và cảm hóa được tên Dokkin. Razz cũng là một Dokkin phải chịu chung số phận bị giam cầm trong chính vũ khí của mình, giống với những người anh em của hắn. Không có quá nhiều thông tin về Razz khi hắn còn là một thể thăng hoa. Chúng ta chỉ biết rằng trong một thời điểm nào đó, hắn đã bị giam cầm trong lưỡi hái mà hắn từng sử dụng và bị thất lạc tại một sa mạc ở Noxus. Sau khi tin đồn về một lưỡi hái cổ đại mang con mắt đỏ thẫm với sức mạnh nuốt chửng mọi kẻ chạm vào nó, đã lan đến Ionia và nhanh chóng lọt vào tai của Zed cùng với hội bóng tối của hắn. Zed lập tức cử Kane, môn đồ xuất sắc nhất của mình, tới Noxus nhằm chiếm đoạt thứ vũ khí đấy. Là một đứa trẻ nằm trong chiến dịch đội quân trẻ em của Noxus, Kane cũng hiểu rất rõ về nơi này. Mang cho mình sự kiêu ngạo, hắn quay trở lại Noxus với ý định chiếm đoạt vũ khí kia là của riêng mình, chứ không phải là nghe lời của sư phụ
phá hủy nó. Ngay thời khắc Kane chạm vào lưỡi hái, Ras đã cho hắn thấy những ký ức kinh hoàng trong quá khứ, khi hắn cùng bè lũ Dawkins gieo rắc sự hủy diệt, nỗi đau cùng sự thống khổ suốt hàng thiên niên kỷ. Nhưng Ras lại không ngờ rằng Kane không dễ dàng bị thống trị như vậy. Nắm lưỡi hái Dawkins trong tay, Kane có thể chế ngự phần nào con quỷ cổ đại này. Giờ đây, cả Kane lẫn Ras đều đang đấu tranh giành quyền kiểm soát. Ras thì đã tìm được vật chủ hoàn hảo mà hắn luôn tìm kiếm, còn Kane thì tìm được thứ vũ khí xứng tầm với mình. Là một thực thể hùng mạnh, có thể trở thành chỉ huy của tộc Dawkins nếu như không có Aatrox và Solari nắm quyền. Trở thành Dawkins khát máu nhất nếu như không có Ras. Naferi hồi đó cũng không thể tránh khỏi số phận bị giam cầm trong lưỡi dao găm của mình và bị chôn vùi trong một ngôi đền không tên giữa hoang mạc Shurima. Suốt hàng thế kỷ, ả đã nằm yên chờ đợi một vật chủ mới ở sa mạc này, cho tới khi một tay thợ săn kho báu đã đến và mang lưỡi dao đi. Tưởng rằng gã thợ săn này sẽ trở thành vật chủ mới cho Naferi, nhưng số phận lại không hề dễ dãi với ả chút nào. Một bầy chó săn sa mạc đã đánh hơi được con mồi của chúng và chỉ mất vài phút để xé xác thợ săn xấu số. Nhưng trong cái rủi lại có cái may. Lần đầu tiên trong hàng thế kỷ, Naferi có thể cảm nhận được hơi nóng từ sa mạc bỏng rát, mùi máu tanh của mùi kim loại trong cơn gió khô cằn và nhìn thấy thế giới từ vô số con mắt khác nhau. Đàn chó săn đã trở thành vật chủ mới của Naferi. Mỉa mai thay, sau hàng thế kỷ chờ đợi, ả không chỉ nhận được một mà là hàng tá vật chủ khác nhau, nhưng lại chẳng có con nào hữu dụng trong kế hoạch của ả. Dần dần, Naferi cũng thích nghi được với vật chủ mới của mình và ngộ ra được một chân lý là nếu tách riêng, chúng ta sẽ chết đói, nhưng nếu tập hợp lại, chúng ta sẽ trở thành thú săn mồi tối thượng nhất. Giờ đây, Naferi đang trên đường tìm kiếm những anh em Dawkins khác nhằm truyền bá cho họ về lý tưởng này, với hy vọng khôi phục vinh quang năm xưa của chủng tộc Dawkins. Và đấy là 4 con Dawkins đã xuất hiện trong liên minh huyền thoại mà anh em rất quen thuộc. Tuy nhiên, trong game Legend of Runeterra vào năm 2022 đã cho ra mắt sự kiện trỗi dậy của Dawkins và xuất hiện tổng cộng 10 con Dawkins khác trên từng khu vực của Runeterra. Nhân vật quan trọng nhất và nguy hiểm bậc nhất mà chúng ta có thể nói đến là Solani, huyết tức Dawkins. Giống như bao Dawkins khác, cô từng là một thuật sư đứng sau hàng ngũ của những chiến binh thăng hoa dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Aatrox. Nhưng sau khi chứng kiến các huynh đệ của mình tàn sát lẫn nhau để tranh giành quyền lực, cô đã quyết tâm dừng cuộc chiến này lại bằng cách kiểm soát và thống trị tất cả. Và chính Solani cũng là người đã tạo ra huyết thuật. Với nó, cô đã giành được quyền kiểm soát tâm trí của những Dawkins khác. Với thuật thức này, bất kỳ kẻ nào sử dụng cũng sẽ bị Solani chiếm quyền kiểm soát tâm trí và trở thành tay sai của cô. Nhưng các chiến binh thăng hoa hùng mạnh kia chưa bao giờ là dễ kiểm soát cả. Phẫn nộ cho hành động của Solani, Aatrox và một số Dawkins khác đã đứng lên chống lại cô, dẫn đến cuộc chiến tranh Dawkins trong truyền thuyết. Và rồi, việc gì cũng phải đến. Solani đã bị các thượng nhân giam cầm và cặp song đao của mình và đưa đến Ionia, nơi cô được canh giữ bởi võ đường Guju của Master Z. Cũng chẳng mất bao lâu để hội bóng tối của Kane phát hiện ra tại Ionia vẫn còn một vũ khí Dawkins khác cùng với lưỡi hái Ras của mình. Hắn đột nhập vào thánh điện của hội Guju nhằm cướp lấy cặp huyết tự này. Đứng trước sức mạnh của ma thuật bóng tối cùng với một Dawkins, hội Guju đã nhanh chóng thất thủ. Khi đó, Jun, một môn đồ xuất sắc của Master Z, đã buộc phải tìm đến cặp huyết tự trong cơn tuyệt vọng. Và chắc bạn cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi. Solali đã tái sinh trong thân xác của Jun. Giờ đây, cô lên đường đến Shurima tìm Aatrox để trả món nợ năm xưa. Dawkins tiếp theo trong danh sách là Anaka, ngọn giáo Dawkins, cũng được công nhận là một trong những Dawkins mạnh nhất. Hắn cũng nuôi dưỡng nỗi căm hận sâu sắc với Solani trong suốt hàng thế kỷ bị giam cầm trong ngọn giáo sâu dưới băng tuyết dày đặc của Feljord. Chỉ cho đến khi được tình cờ phát hiện bởi một chiến mẫu của tộc móng vuốt mùa đông, Dawkins này mới được tự do. Và ngay khi cảm nhận được sự thức tỉnh của Solani, hắn đã tức tốc lao tới để tính sổ với kẻ thù năm xưa. Một vũ khí được thượng nhân quyết định giấu tại thành phố Bendel để ngăn không ai có thể đánh thức được nó chỉ là cây trượng Dawkins, bởi sẽ chẳng một giọt đồ nào lại ngu ngốc tới mức tới gần nó cả. Nhưng các vị thần đã đánh giá quá thấp ma thuật kỳ lạ của nơi này và việc một Dawkins phản ứng ra sao với thứ ma thuật ấy. Pocket, cây trượng Dawkins, nhờ việc hấp thụ một cây ma thuật ở Bendel, hắn đã được giải phóng và trở thành một sinh vật kỳ lạ, nửa thực vật, nửa Dawkins. Một Dawkins được các thượng nhân nhốt tại đỉnh Targon vì họ cho rằng ở đây họ sẽ dễ canh chừng hơn. Nhưng các vị thần lại không hề biết rằng việc tiếp xúc với ma thuật thượng giới đã cho Horazi 500 Dawkins một lượng kiến thức khổng lồ về vũ trụ, các thiên thể và các ma thuật về thiên giới bí ẩn. Mặc dù được tiếp nạp một lượng kiến thức cực kỳ lớn, nhưng có một điều hắn không bao giờ quên, đó chính là mối thù với Solali từ trước tới nay. Tại Beachwater, người ta truyền tay nhau một bài đồng giao như thế này: bạn ơi hãy nhớ, tránh xa biển Daray, nơi gió phản chắc, nơi nước thì thầm, nơi chim chóc né, nơi thủy quái, muôn loài đều khiếp sợ eo biển Daray. Truyền thuyết này kể về một sức mạnh bí ẩn mà ngay cả những thủy quái kinh khủng nhất cũng phải tránh xa, về một cây móc lao khổng lồ nằm sâu dưới đáy biển hàng thế kỷ. Giờ đây, khi nhập vào được một thân xác xấu số của một loài thủy quái, Ibarot, móc lao Dawkins đã được thức giấc.
Tại dinh thự của nhà Forstead de Marcia có một chiếc khiên bí ẩn được truyền lại để họ canh gác từ rất lâu đời. Một đứa trẻ nhà Forstead lớn lên khi nghe được những lời thì thầm đầy cám dỗ từ chiếc khiên, kêu gọi cậu hãy chạm vào nó. Đứa trẻ này không thể cưỡng lại được sự tò mò của mình, và đó cũng là lúc Jorah tấm khiên Dorkin, vị chiến lược gia và bức tường thành bất bại của đội quân Dorkin được thức tỉnh. Trong hàng thế kỷ, Naganeka của xứ Zureta đã bị giam cầm trong một cây nỏ khổng lồ, chôn vùi sâu dưới lớp cát bụi của ngoại ô Noxus. Và khi đế chế Noxus mở rộng lãnh thổ, cây nỏ khổng lồ ấy đã sớm được khai quật. Tuy vậy, số phận thật trớ trêu khi thứ đầu tiên chạm vào cây nỏ lại là lũ gia cầm ở gần đó. Khiến Naganeka cũng phải chịu chung số phận giống như Nafiri khi vật chủ không phải là con người. Shen là một người đã dành cả cuộc đời để thiên định, canh gác linh giới. Nhưng chỉ có duy nhất 3 thứ khiến anh cảm thấy bất an. Đó là âm mưu của hội bóng tối, tương lai của hội Kinku và một chiếc quạt kỳ lạ ở cõi linh hồn. Không ai biết đó là thứ gì cả, nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là Pra, cây quạt Dorkin. Một thực thể đang sẵn sàng trỗi dậy, đáp lại lời kêu gọi từ vị tướng quân của hắn. Các thượng nhân Targon cũng đã chọn vùng đất mà sau này trở thành Zon để cất giấu Styratu, hạc cầm Dorkin, ẩn sâu trong những bức tầng dày của hệ thống hầm mỏ khổng lồ. Thì chẳng ai nghĩ con người có thể tìm được thứ vũ khí bí ẩn này. Cho tới bây giờ, khi thành phố liên tục được khai quật, giờ đây Styratu đã được tự do, tan phá thành phố công nghệ bởi cơn thịnh nộ tích tụ suốt hàng trăm năm và lên đường hướng về phía nam để đáp lại lời kêu gọi của tướng quân Dorkin. Và con Dorkin cuối cùng, Tarot, trường kích Dorkin, từng là kẻ đã tiến rất gần tới việc hủy diệt Solali cho tới khi các thượng nhân nhúng tay vào. Trong suốt hàng thế kỷ, hắn chìm sâu trong sự thối rữa của quần đảo bóng đêm, cho tới khi hắn chiếm được thân xác của một con rồng bị nguyền rủa trong quần đảo này. Hắn thề sẽ khiến cho Solali cũng phải cảm nhận được sự thối nát của quần đảo này một khi hắn tự do. Và cuối cùng, thời khắc đấy cũng đã tới. Như tôi đã nói trên, tất cả các Dorkin đều căm thù Solali tới tận xương tủy vì đã lợi dụng huyết thuật để điều khiển họ. Và trong số đó, không kẻ nào ôm nỗi căm hận dai dẳng và mãnh liệt như tướng quân của các Dorkin, Aatrox. Ngay khoảnh khắc Aatrox cảm nhận được Solali đã quay trở lại, hắn đã tức tốc kêu gọi những người huynh đệ của mình và triệu tập họ cho trận chiến cuối cùng nhằm hủy diệt Solali một lần và mãi mãi. Nhưng có vẻ như các Dorkin đã quên mất Solali mạnh như thế nào. Những kẻ đi theo Aatrox lần lượt bị Solali đánh bại và hấp thụ, bắt đầu từ Anaka, rồi đến Naganeka và rồi Jorah. Mỗi Dorkin hấp thụ được, Solali lại càng trở nên mạnh mẽ hơn và cuối cùng cũng có đủ sức mạnh để đối đầu với kẻ thù truyền kiếp Aatrox. Cuộc chiến long trời lở đất ấy kéo dài như thể tận thế vậy, tới mức Mihira, thượng nhân của công lý, mẹ của Kale và Morgana đã phải giáng trần để ngăn chặn. Tưởng rằng đội quân thượng giới đầy quyền năng có thể ngăn chặn được hiểm họa của loài Dorkin giống như năm xưa, nhưng Mihira đã nhầm. Bằng việc hấp thụ các Dorkin khác, Solali giờ đây đã tiến hóa với sức mạnh vượt xa bất kỳ thực thể nào trên Runeterra. Cuối cùng, thượng nhân của công lý nhanh chóng bị thất bại và lại bị Solali hấp thụ. Với sức mạnh của thượng nhân, Solali lại một lần nữa tiến hóa trở thành dạng tối thượng của mình, Solali tai ương của thượng nhân, một thực thể có thể mang sức mạnh hủy diệt mọi thứ, kể cả là hư không cũng chưa chắc có thể so đo được. Giờ đây, cuối cùng cô đã có đủ sức mạnh để thực hiện lý tưởng của mình, cả thế giới rung chuyển trước sức mạnh khủng khiếp ấy. Đương nhiên, pháp sư cổ ngữ Rise cũng không thể làm ngơ. Trong suốt hàng thế kỷ, Ra đã quan sát từng bước chân của loài người, cùng họ trải qua vô số những thảm họa diệt vong. Giờ đây, ông phải quyết định xem loài người có thực sự xứng đáng để được cứu rỗi, hay đây sẽ là cái kết không thể tránh khỏi của Runeterra. Sau khi sử dụng cổ ngữ, Ra nhìn được vô số thực tại có thể xảy ra, trong đó có cả một thế giới nơi các thượng nhân Targon cũng bị tha hóa và chịu sự kiểm soát của thực thể toàn năng Solali. Cuối cùng, ông đã quyết định rằng, dù cho con người có phạm phải vô số sai lầm, thì họ vẫn xứng đáng được trao cho một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm ấy. Sau đó, ông đã bắt tay cùng với Kale để ngăn chặn cuộc chiến này lại trước khi Solali thống trị toàn bộ Runeterra. Và trên đây chính là phân tích của chúng mình về giống loài Dorkin cùng với cuộc chiến giữa Solali và các Dorkin khác. Anh em cần phải lưu ý rằng tất cả những sự kiện này diễn ra trong Legend of Runeterra. Vậy nên, đây cũng chỉ là một trường hợp có thể xảy ra trong vũ trụ liên minh huyền thoại mà thôi. Nhưng mà nếu mà tương lai có một sự kiện của liên minh làm thành cinematic của cái này thì cũng ngon phết đấy. Liệu anh em có muốn tôi tiếp tục làm những cốt truyện như thế này không? Nếu có thì nhớ comment phía dưới cho tôi biết nha. Và quên bấm like và subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của kênh ra trong tương lai nha. Còn giờ thì, MG Gaming xin chào.